Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là xe điều khiển đây. Các bạn nhìn thấy gì không? Hôm nay mình cùng với lại bạn xe tải và bạn máy xúc ở đây sẽ tham gia quá trình giải cứu tất cả các xe nha các bạn nhá. Bọn mình sẽ đi đâu? Đi mọi nơi, thấy chiếc xe nào gặp khó khăn thì chúng mình sẽ đi giải cứu nha các bạn nhá. Nào, các bạn đi cùng mình nào. Anh em ơi, nhìn kìa, ở đây bọn mình thấy là có những chiếc xe máy xúc, chiếc xe tải đang bị rơi ở dưới sông rồi. Nào, anh máy xúc và anh xe tải ơi, chúng mình mau xuống cứu mấy bạn xe đi các anh nào. Ok luôn, đi theo em. Các bạn ơi, ở đây mình thấy có một bạn máy xúc đang bị rơi dưới nước này. Bây giờ mình sẽ cứu bạn ấy lên nhá. Mình sẽ dùng cái gầu múc của mình kéo bạn lên. Bạn máy xúc ơi, cố lên nào. Ai bà. Ây da, bạn máy xúc đã được mình kéo lên bờ rồi các bạn ơi. Ấy, bạn máy xúc này vẫn gầu múc vẫn cứ là ok và xoay 360 độ để múc cát luôn. Ây da, ở đây mình nhìn thấy còn rất nhiều bạn máy xúc nữa cũng bị rơi này các bạn ơi. Mình sẽ cứu các bạn ấy lên khỏi bờ nha các bạn nhá. Lên bờ nhá. Ây da, hai bạn này, ba bạn này. Đây rồi. Ây da, các bạn máy xúc ơi, hãy lên bạn xe tải này nào. Bọn tớ sẽ vận chuyển các bạn đi để đấy được để được đến nơi an toàn nhá. Nào, à đây còn một bạn nữa. Nào, chúng mình cùng về bờ nào anh em ơi. Ui cha, các bạn ơi, để mình biến hình nào các bạn ơi. Hình như là mình có nhìn thấy một bạn xe đang gặp nguy hiểm rồi. Anh xe tải ơi, mau vào cứu bạn xe đi. Đây rồi, các bạn ơi. Đúng là bạn xe điều khiển nói chuẩn thật đấy. Các bạn xe đang bị treo trên một cái cây cực kỳ cao luôn. Ây da, để bọn mình nghĩ cách nào. Ây da, các bạn ơi, những chiếc xe kia bị mắc ở trên cao quá. Chỗ này á, địa hình thì hiểm trở nữa chứ. Mình sẽ di chuyển lên trên cao này để tiếp cận được gần những chiếc xe ở đây các bạn ơi. Đây rồi. Chỗ này là rất gần những bạn xe đang gặp nguy hiểm đây. Đây là mình sẽ dùng sợi xích này để kéo các bạn ấy xuống nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ dùng sức mạnh sợi xích của mình để giật đứt cái sợi dây chói kia. Các bạn ơi, vậy là mình đã cứu được các bạn xe rồi. Bây giờ chúng mình cùng nhau xuống gỡ xích cho các bạn ấy nhá. Các xe đã bị trói chặt vào sợi xích kia rồi. Mình sẽ kéo các bạn ấy ra các bạn ơi. Các bạn ơi, vậy là mình đã cứu được 3 bạn xe rồi. Bây giờ xin mời các bạn xe lên xe tớ chở đi nào. Ok, chở từng bạn một luôn. Nào. Ôi giời ơi. Ây da, các anh ơi, anh máy xúc và anh xe tải ơi, mau cứu bạn xe đi, các bạn ấy bị rơi xuống dưới vực sâu rồi các anh ơi. Ok, để các anh di chuyển dần xuống dưới và bọn anh sẽ cứu các bạn xe nào, em yên tâm. Thật là bình tĩnh thôi nhá. Vực chỗ này sâu và nguy hiểm lắm đó. Các bạn ơi, mình nhìn thấy rất là nhiều xe đang gặp nguy hiểm ở chỗ này. Đây rồi, chỗ này có cả máy xúc và... Ui chà, toàn là máy xúc thôi. Nào các bạn máy xúc ơi, bám vào xe của tớ, bám vào sợi xích của tớ. Mình sẽ quay đầu để kéo các bạn xe lên. Các bạn xe ơi, bám chắc vào sợi xích của tớ nhá. Một lần mình kéo hẳn 3 bạn xe nên là hơi nặng các bạn ạ. May mắn quá, mình đã kéo được 3 bạn xe lên được khỏi cái dốc cực kỳ cao này rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây có một bạn máy xúc đang gặp nguy hiểm này. Mình sẽ hạ cần xuống để mình kéo các bạn ấy lên khỏi cái vực sâu này nhá. Ây bà, cố lên bạn máy xúc ơi.
ai ba này. Cuối cùng mình cũng đẩy được bạn máy xúc lên được khỏi cái vạch vực sâu ơi là sâu rồi các bạn ơi. Ui da, các anh ơi. Ở đây em nhìn thấy này, có một cái bạn, không phải là một mà là rất là nhiều bạn xe đang bị mắc ở trong lưới các anh ơi. Nên. Ok, làm tốt lắm bạn xe điều khiển. Bọn tớ đã nhìn thấy những bạn xe đã bị mắc trong lưới rồi. Bây giờ chúng mình có trách nhiệm là phải kéo các bạn xe mắc trong lưới ra đây đã. Ok anh ơi. Chỗ này có cây rậm rạp quá, mình phải lấy cái gầu múc đánh tan cái cây này ra đã. Đây rồi, cái lưới đây rồi, mình sẽ móc cái lưới này kéo ra ngoài. Bạn xe tải ơi, nhìn này, ở đây có bạn xe cảnh sát này, bạn xe địa hình này, một bạn xe tải và một bạn máy xúc nữa, có tận 4 bạn xe lận. Bây giờ mình sẽ dùng cái gầu múc này để tháo cứu các bạn ấy ra. Cái sợi lưới này chằng chịt quá. Các bạn ơi, mình đã giải cứu được bạn xe đầu tiên, đó là bạn xe địa hình, cái bánh xe rất là ngầu luôn này. Ấy, trong hình hài một chú hổ luôn. Đi thử nhá. Trời, uy tín luôn. Nào, mình cùng giải cứu chiếc xe thứ hai nào. Wow, đây là một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Chiếc xe này bị mắc rất là chặt ở đây đấy các bạn ạ. Đó, đây này, cái phần đèn của xe cảnh sát đã bị mắc rất là chặt ở đây này. Mình phải tháo gỡ được cái phần đèn này ra thì mới cứu được bạn ấy các bạn ạ. Vậy là anh TPR đồ chơi đã tháo được chiếc xe thứ hai rồi. Các em nhìn này, chiếc xe này có dây cót này. Để anh kéo thử dây cót nhá. Các em nhá. Ui, trời ơi, dây cót chạy rất từ luôn. Chiếc xe thứ ba. Đây chưa. Wow, một bạn xe máy xúc các em ơi. Đó, thử xúc đất cho nào. Úi giời, đất chỗ này cứng quá mà vẫn xúc được luôn. Anh sẽ cho lên đây để vận chuyển. Và bạn xe cuối cùng bị mắc kẹt trong lưới, đó chính là Ultra, một bạn xe tải. Cái lưới này thật là chắc chắn đấy các em ạ. Đó, úi giời ơi, bạn xe tải này vẫn là ok luôn. Các em nhìn bạn ấy chạy thử cái này. 1, 2, 3. Tốc độ siêu kinh hoàng luôn. Ok, xin mời các bạn xe về nơi cư trú nào. Đi theo tôi. Ui cha. Các anh ơi, có anh xe nào ở đây không? Mau ra cứu các bạn xe đi. Bạn xe máy xúc đã bị đè mất rồi đây này. Ui cha, bạn ấy bị một cái tảng đá thật là lớn đè lên rồi. Cảm ơn bạn xe điều khiển nhá, đã chỉ chỗ. Ây da, tình hình nghiêm trọng quá nhỉ. Bạn xe máy xúc này đã bị một viên đá to khổng lồ đè lên. Bây giờ anh em chúng mình sẽ cùng nhau hợp sức để cứu bạn xe ra nhá. Ok, cảm ơn các anh nhá. Em ra ngoài đây. Ây da, viên đá này nghe chừng to quá. Mình sẽ dùng cái gầu múc của mình để kéo ra thử các bạn ạ. Ây ba. Ui da. May quá. Kéo được tảng đá này ra rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng mình sẽ đẩy cái bạn xe này dậy nhá. Dậy đi bạn xe ơi, dậy đi. Nào. Được rồi. Vậy là bọn mình đã cứu được một bạn xe máy xúc đó. Cái gò múc của bạn nó vẫn cứ ok lắm các bạn ạ. Đấy, cho bạn ấy chạy thử xem nào. Ok. Các bạn ơi, vậy là hôm nay bạn xe điều khiển này, rồi bạn máy xúc, bạn xe tải đã giải cứu được tất cả các bạn xe gặp nguy hiểm nhá. Cảm ơn các em đã xem video của anh TPR Đồ Chơi. Đừng quên like video này và đăng ký kênh của anh nhá. Bây giờ thì chúc em một ngày nhiều niềm vui. Bye bye.